Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn là những người bạn thân, cùng trưởng thành từ khóa một học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG. Đầu mùa 2023, ba cái tên trong những người kể trên đã ra đi, trong khi Tuấn Anh vẫn chọn ở lại công hiến cho đội bóng phố núi. Tiền vệ quê Thái Bình cũng là người thường xuyên được huấn luyện viên Chu Siêu gọi tập trung lên đội tuyển Việt Nam trong thời gian gần đây. Xuân Trường, đang đá cho câu lạc bộ Hải Phòng, không có phong độ tốt nên vắng mặt lâu nay. Công Phượng ghi một bàn ở trận đấu gặp Palestine trong dịp FIFA Day tháng 9 nhưng cũng không được vị huấn luyện viên người Pháp triệu tập lần này. Về việc các đồng đội cũ đang dần tụt lại phía sau, tiền vệ Tuấn Anh chia sẻ, mỗi huấn luyện viên có một triết lý khác nhau, có những con người phù hợp khác nhau, chưa kể đến vấn đề phong độ của từng cầu thủ trong mỗi giai đoạn nữa. Tôi nghĩ rằng, sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau cả, mà là những con người phù hợp trong từng giai đoạn phù hợp. Tuấn Anh, 11 là cầu thủ duy nhất của Hoàng Anh Gia Lai được lên đội tuyển Việt Nam trong tháng 10 VFF rời Hoàng Anh Gia Lai tiền đạo Nguyễn Văn Toàn chọn đầu quân cho câu lạc bộ Seoul Island, Hàn Quốc. Mới đây, tiền đạo quê Hải Dương cũng đã trở lại V-League để khoác áo câu lạc bộ Nam Định. Tuấn Anh cũng bày tỏ quan điểm về chuyến xuất ngoại của đồng đội cũ, toàn mới về nước và chúng tôi cũng đã có cơ hội để nói chuyện. Về thất bại hay thành công thì tùy quan điểm mỗi người. Nếu dựa trên quan điểm cá nhân, mỗi người sẽ đưa ra một mục tiêu nhất định và chỉ cần cá nhân họ đạt được thì đã thành công rồi. Còn sự thành công, đối với mỗi người là khác nhau. Ngay cả tôi, tôi cũng không thể nói là thành công hay thất bại được.